Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương con người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình thì những người này đã sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong tháng 7 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Vậy nên trong tháng 7 âm lịch này, làm việc gì cũng phải cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm và nhất là đề phòng thị phi. Quý vị gia chủ tuổi Hợi đừng vội vàng hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Bởi khi thành công và may mắn đến với mình thì những chuyện thị phi, tai ách cũng kèm theo. Việc trở nên hoạt động thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Hợi rất nhiều. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp thì sẽ giúp cho bầu không khí trở nên hài hòa hơn và tác động tích cực tới hiệu quả công việc. Vậy thì tóm lại, trong tháng 7 âm lịch này, thành công của những người tuổi Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp khác phải ghen tị? Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Hợi trong tháng 7 năm 2022, về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen, dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi, nhưng mặt tốt là có sự đổi mới, mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Hợi, phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm cũ 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán, chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài và các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn, kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp được những khó khăn do hung tinh đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức, mọi thứ mới ổn định. Trong tháng này cẩn thận, khi hùn hạp làm ăn với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, thách thức và cơ hội luôn song hành cho những người tuổi Hợi, cho nên họ vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày chứ không dư giả. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm, dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 7 năm 2022, gia chủ tuổi Hợi trên phương diện sức khỏe không được tốt, sức khỏe giảm sút nhiều so với thời gian trước, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần suy nghĩ nhiều vì áp lực công việc cuộc sống mà sinh ra các chứng như đau đầu, giảm sút thị lực. Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi nếu có thể, thì bạn nên đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng mệt mỏi. Trong tháng, nam nữ tuổi Hợi có hạn về xe cộ.
các quý vị gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho tất cả các quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của các quý vị gia chủ tuổi Hợi trong tháng này không được như ý, gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc sẽ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề, ngược lại nếu chia sẻ cùng nhau thì mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi yêu đương vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình, rắc rối thị phi, và nếu không, tình yêu không đủ lớn thì e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, câu thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý, dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Những người tuổi Ất Hợi đang trong quá trình đi tìm việc làm thì tháng này không phải là thời điểm thuận lợi. Bạn có thể sẽ gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian vừa hao tiền tốn của, nên cẩn thận trong vấn đề này. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn, do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong tháng này, tử vi tuổi Quý Hợi có rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định, đặc biệt là nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết tranh đấu vì quyền lợi của mình nên dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Theo góc nhìn tử vi tuổi Hợi năm 2022, tháng này vận khí của những người tuổi Hợi sinh năm 1971 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt, nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày và hạn chế tối đa hút thuốc, uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các chứng bệnh nghiêm trọng về sức khỏe. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo gặp rắc rối. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Phương diện sự nghiệp của gia chủ Kỷ Hợi liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió. Phương diện này bạn cần lưu tâm. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại đến mối quan hệ và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống, tình cảm không có nhiều biến động. Gia chủ nhận được sự chăm sóc tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Hợi, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa.
Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên tới các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần. Năm 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Và số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác, và ai cũng có sứ mệnh, số mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Hợi trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình, để quý vị có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý vị đến với kênh, thì quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.